Zombie apocalypse. Với trận đấu thứ tư thi đấu ở sân Olympic ở khung giờ 16 giờ, cầu thủ của hai đội đang bước ra sân và ngày hôm nay U22 Singapore. Trong khi trận duy nhất mà U22 Indonesia không đá khung giờ này đó là trận gặp chủ nhà Campuchia. Trận đấu mà họ tung ra đội hình dự bị và đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Hai Việt Nam, ngày hôm nay chúng ta sẽ cần sự tỉnh táo, chúng ta sẽ cần sự lạnh lùng trước một Indonesia luôn chơi rất nhiệt huyết và bảng và trận chung kết của năm 2019 và trận đấu tại vòng bảng của SEA Games năm ngoái tại Việt Nam. Chúng ta hai Bagas, số 4 Komang Teuk, số 6 Ananda, số 7 Marcelino Ferdinand, số 8 Witan Suleiman, số 9 Ramahan Sanata, số 12 Arhan Pratama, số 14 Muhammad Faja và số 19 Dewanga Santos đang có được phong độ cao nhất vào lúc này với thủ môn đội trưởng Quan Văn Chuẩn. Ba trung vệ sẽ là Ngọc Thắng, Quang Thịnh và Tuấn Tài. Ở hàng tiền vệ với 4 cái tên Hồ Văn Cường, Đức Phú, Thái Sơn và Minh Trọng. Còn ba cầu thủ trên hàng tấn công vẫn là Thanh Nhàn, Văn Tùng và Văn Đô. Chúng ta chỉ có 8 cầu thủ trên băng ghế dự bị bởi Quốc Việt đã gặp chấn thương và sẽ không thể thi đấu trong phần còn lại của SEA Games. Thắng, cầu thủ đã chơi ấn tượng trong trận hòa Thái Lan thay cho Vũ Tiến Long. Và tất nhiên chúng ta có nhiều thay đổi, cụ thể là 7 thay đổi so với trận hòa U22 Thái Lan. Như vậy là hiệp 1 của trận bán kết đã được bắt đầu và trong hiệp đấu đầu tiên này thì đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có 2 thay đổi. Thủ thành Ernando thay cho thủ thành Aristatio bị chấn thương và Bagas thay cho Rio Fami ở hàng phòng ngự. Marcelino chắc chắn chúng ta vào Indonesia. Đường truyền của Marcelino. Phòng chính của U22 Việt Nam vẫn là cánh trái với Tuấn Tài, với Minh Trọng, với Văn Đô, Thanh Nhàn di chuyển rộng. Và chúng ta thấy ở những phút vừa qua thì Văn Tùng cũng thường xuyên với những tình huống đá phạt, với cách biến hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ. Và như thường lệ khi mà sự thận trọng trong một trận đấu có tính chất quyết định ở vòng loại trực tiếp như này là điều vô cùng cần thiết với cả U22 Việt Nam và ném biên không khác gì những quả tạt vào trong. Những đội bạn đã có bàn thắng với một tình huống ném biên như vậy và người ghi bàn là số 4 Krishnanda. Bàn thắng đã để cho đối thủ dẫn trước từ khá sớm nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều. Quang Thịnh không phải là một người có thể hình quá tốt nhưng không còn cách nào khác, U22 Việt Nam sẽ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tình huống băng ra đấm bóng của Quan Văn Chuẩn. Fernando là người đã bắt chính hai trận đầu tiên của Indonesia. Cứu rất kỹ khi luôn áp sát Tuấn Tài và khiến cho cầu thủ này thực sự là gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển bóng lên phía trên dành cho các đồng đội. Indonesia áp sát rất nhanh và các thế này. Vừa liên tục gây sức ép mà vừa cố gắng giữ được sự an toàn khi đối thủ phản công. Đó là pha xử lý của Văn Tùng. Rời sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Đó đều là những trận đấu mà huấn luyện viên Suse đã thay cả 3 cầu thủ tấn công. Khá nguy hiểm. Ý là các cầu thủ U22 Indonesia theo kèm sát như thế nào? Tình huống tranh chấp và đã có lỗi của Đức Phú. Một trận bán kết thu hút
Marcelino. Đã có lỗi của Sananta với Ngọc Thắng của các cầu thủ áo trắng. Đường truyền của Minh Trọng nhưng thực sự khó với pha bóng Suleiman. Đây là Sananta. Faha ở bên phía cánh phải đang băng lên. Tình huống lên bóng rất nhịp nhàng của đội bạn. Vẫn là đường truyền vào của Minh Trọng. Pha ra. Pha cao chân. Trọng tài đã rút thẻ vàng đối với Lê Văn Đô sau tình huống cao chân vừa rồi. À, làm chủ được cuộc chơi vào lúc này. Bagas. Tình huống phản xạ tốt của Quan Văn Chuẩn. Họ vẫn đang chơi một lối chơi nhuần nhuyễn dựa trên nền tảng nhiều tuyển thủ trong đội hình và đã gắn bó với nhau quá nhiều. Ta sẽ phải giữ được một cái đầu lạnh trước. Có rất nhiều những tình huống phạm lỗi của hai đội từ đầu. Cử viên nặng ký cho chức vô địch Sananta. Đó là cú dứt điểm từ xa của Dewanga, nơi các cổ động viên đang cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Đây là sân đấu diễn ra 9 trong tổng số 10 trận tại bảng A và cùng với đó là các trận bán kết, chung kết và tranh huy chương đồng của SEA Games năm nay. Marcelino cần phải rất tập trung. Kết cấu phòng ngự của Indonesia là không hề đơn giản. Minh Trọng, đây là Văn Tùng. Sẽ có một tình huống phạt góc dành trọn gàng. Một pha tấn công nhanh và có ý đồ rất rõ ràng của U22 Việt Nam. Tình huống chuyền bóng hợp lý của Minh Trọng và pha xoay người dứt điểm rất nhanh của Văn Tùng. Đánh đầu! Tuyệt vời! Và đó vẫn là Văn Tùng. Hai cầu thủ băng lên để dứt điểm là Thanh Nhàn và Văn Tùng. Một bàn thắng đến vào một khoảnh khắc và có lẽ là một tư thế cũng rất bất ngờ với chính mình. Minh Trọng. Với những tình huống mất bóng bởi U22 Indonesia có thể chuyển trạng thái rất nhanh. Đây là Văn Tùng. Dứt điểm ngay của Văn Tùng. Thái Sơn. Có khoảng trống nhưng pha dứt điểm của Thái Sơn là chưa chính xác. Chuyển ngay ở phía trong. Thường là những tình huống mà chúng ta sẽ phối hợp ra bên ngoài, có những đường truyền trở lại vào trong để khiến cho Lê Văn Đô. Hai bàn thắng cho thời điểm này đều là những pha bóng bổng, đều là những cú đánh đầu. Quả đá phạt lên cho các cầu thủ Indonesia. Hai Indonesia. Khoảng thời gian đầu hiệp 2 sẽ là một khoảng thời gian rất quan trọng. U22 Indonesia lại tiếp tục đẩy lên. Và chúng ta thấy thêm một tình huống dứt điểm nguy hiểm nữa của Sananta. Ở trận đấu trước đó gặp U22, Lê Văn Đô đang có khoảng trống bên phía cánh phải. Lê Văn Đô. Đường truyền vào trong của Lê Văn Đô nhưng Ricky Riedho vẫn có mặt đúng lúc. Cú đấm bóng của Quan Văn Chuẩn rất nguy hiểm. Như vậy là có bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ Indonesia. Indonesia khiến cho
hướng đi là thực sự khó. Rõ ràng là khi treo bóng bổng vào trong như vậy, chỉ có đôi tay của Quan Văn Chuẩn mới giúp cho U22 Việt Nam có những lợi thế nhất định để phá bóng ra. Khoảng trống từ hàng phòng ngự của đối phương. Đức Phú. Quả đá phạt cho U22 Việt Nam. Và thẻ vàng sẽ được trọng tài rút ra. Như vậy là thay đỏ. Quả tà Hàn đã phạm lỗi với Đức Phú trong một pha bóng tấn công hoàn toàn có thể tạo thành một cơ hội nguy hiểm của đội tuyển. Minh Trọng. Dứt điểm. Chúng ta đã có cơ hội dứt điểm nhưng phía trong là quá đông cầu thủ của đội bạn. Phan Tuấn Tài vào sân và đang thi đấu ở vị trí chạy cánh trái. Phan Tuấn Tài cũng đã được đẩy cao. Một đường chuyền có cơ hội dứt điểm nhưng thực sự là Văn Tùng cho tới lúc này vẫn chưa có được cái duyên từ những pha dứt điểm bằng chân. Đau và không thể tiếp tục thi đấu. Đó là cú dứt điểm, một cơ hội dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Bây giờ chúng ta đang có những cầu thủ có khả năng tấn công tốt nhất ở trên sân rồi. Đinh Xuân Tiến là một cầu thủ chơi. Rất nguy hiểm. Rất đề phòng những tình huống lên bóng nhanh của các hứa áo đỏ. Một tình huống mà trái bóng đã trôi qua cả hai trung vệ của hai Indonesia. Bây giờ là Văn Trường. Vẫn là Văn Trường, bên ngoài là Ngọc Thắng. Bóng trôi qua một dừng chân. Đinh Xuân Tiến là người ghi bàn và Đinh Xuân Tiến cũng là cái tên. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng của U22 Việt Nam. Và có vẻ đó là một tình huống phản lưới nhà anh Việt. Các cầu thủ phòng ngự bên phía Indonesia khi mà chúng ta gây áp lực liên tục khi mà đội bạn không còn đủ người trên sân. Những tình huống đập nhả Văn Trường. Khuất Văn Khang. Suýt chút nữa đã có. Khuất Văn Khang. Một pha dứt điểm rất mạnh của Khuất Văn Khang nhưng bóng chạm hàng rào. Thêm một đường chuyền của Khuất Văn Khang. Khoảng trống. Một tình huống không rõ là Lê Văn Đô tung ra pha dứt điểm hay là một đường tạt bóng vào phía trong dành cho các đội. Cánh trái đang là hai cầu thủ của Viettel tạt bóng rất chuẩn. Đó là Phan Tuấn Tài và Khuất Văn Khang. Nhưng vừa rồi là một đường chuyền hơi sâu và Hernando đã kiểm soát được tình hình. Trong cả hai bàn thua của U22 Indonesia thì rất khó để Hernando có thể làm điều gì khác. Bây giờ là phản công cho U22 Indonesia. Pha ra một cầu thủ rất nguy hiểm. Đội bạn đã ghi bàn ở khoảng thời gian bù giờ rất đáng tiếc dành cho U22 Việt Nam. Chúng ta vẫn còn 3 phút mà chúng ta cần phải. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những bài học đắt giá, đó là những như vậy là trận đấu bán kết của môn bóng đá nam giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam đã kết thúc. Rất đáng tiếc cho U22 Việt Nam, chúng ta đã hai lần gỡ hòa sau những bàn